68 phẩm tướng các công đức. Bấy giờ cụ thọ thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, làm sao các pháp như mộng, như tiếng vang, như ảnh tượng, như bóng sáng, như bóng nắng, như trò huyễn, như ảo thành, như việc biến hóa hoàn toàn không thật có, đều lấy vô tánh làm tự tánh, tự tướng đều rỗng không mà có thể an lập, là thiện, là phi thiện, là hữu lậu, là vô lậu, là thế gian, là xuất thế gian, là hữu vi, là vô vi, như thế cho đến là quả dự lưu, là năng chứng quả dự lưu, là quả nhất lai, là năng chứng quả nhất lai, là quả bất hoàn, là năng chứng quả bất hoàn, là quả A-la-hán, là năng chứng quả A-la-hán, là quả vị độc giác, là năng chứng quả vị độc giác, là quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật, là năng chứng quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật. Phật dạy: Này thiện hiện, phàm phu ngu si ở thế gian thấy mộng, thấy người thấy mộng, nghe tiếng vang thấy người nghe tiếng vang, thấy ảnh tượng thấy người thấy ảnh tượng, thấy bóng sáng thấy người thấy bóng sáng, thấy bóng nắng thấy người thấy bóng nắng, thấy trò huyễn thấy người thấy trò huyễn, thấy ảo thành thấy người thấy ảo thành, thấy việc biến hóa thấy người thấy sự biến hóa. Các phàm phu ngu si không học hỏi ấy, thấy mộng thấy người thấy mộng rồi, nghe tiếng vang thấy người nghe tiếng vang rồi, thấy ảnh tượng thấy người thấy ảnh tượng rồi, thấy bóng sáng thấy người thấy bóng sáng rồi, thấy bóng nắng thấy người thấy bóng nắng rồi, thấy trò huyễn thấy người thấy trò huyễn rồi, thấy ảo thành thấy người thấy ảo thành rồi, thấy việc biến hóa thấy người thấy sự biến hóa rồi. Điên đảo chấp trước tạo ra việc làm thiện, việc làm bất thiện về thân ngữ ý, tạo ra việc làm phước, việc làm phi phước, việc làm bất động về thân ngữ ý, do các việc làm ấy nên qua lại sanh tử lưu chuyển vô cùng. Các đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa Sâu Xa, quan sát hai pháp không là rốt ráo và không biên giới, an trụ trong hai pháp không rốt ráo và không biên giới ấy. Vì hữu tình kia tuyên thuyết chánh pháp, nghĩa là nói như thế này: các ngươi nên biết sắc là không, không có ngã ngã sở, thọ tưởng hành thức là không, không có ngã ngã sở, nhãn xứ là không, không có ngã ngã sở, nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ là không, không có ngã ngã sở, sắc xứ là không, không có ngã ngã sở, thanh hương vị xúc pháp xứ là không, không có ngã ngã sở, nhãn giới là không, không có ngã ngã sở, nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới.